Quân đội Trung Quốc tiết lộ sự thật về số lần chiến đấu cơ xâm phạm IDZ của Đài Loan. Trung Quốc tập trận tấn công đổ bộ trên Biển Đông. Nhật Bản xin xét phát triển tên lửa tầm xa đối phó Trung Quốc – Triều Tiên. Mỹ cảnh báo Nga, chiến tranh hạt nhân không thể bùng nổ. Thành phố Trung Quốc chiến đấu sinh tử với Covid-19, phong tỏa gắt gao nhất năm hai thị trấn ở Colorado, Mỹ chìm trong lửa cháy rừng, vạn người di tản. Nhật trứng cá sấu, công việc siêu nguy hiểm ở úc. Giao thừa lặng lẽ trên toàn cầu do biến chủng Omicron. Để phóng Nhân dân Trung Quốc POA cử máy bay chiến đấu tập trận gần Đài Loan năm 2021 với số lượng lớn hơn mức thống kê của chính quyền đảng Dân Chủ tiến bộ ở Đài Loan, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định ngày 30 tháng 12. Chuyên gia Trung Quốc cho rằng lực lượng vũ trang Đài Loan có kỹ năng trinh sát nghèo nàn nên không phát hiện hết máy bay Trung Quốc. Vì vậy, hòn đảo sẽ gánh chiều đại họa nếu xung đột bùng nổ ở eo biển. Theo truyền thông, chính quyền Đài Loan báo cáo hơn 940 máy bay Trung Quốc đã xâm phạm vùng nhận dạng phòng không IDz trong năm nay, gấp đôi tổng số lần xâm nhập của năm 2019 và 2020. Một quan chức quốc phòng Mỹ gần đây cũng cho rằng, việc PLA tăng tần suất cự máy bay áp sát Đài Loan có thể làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm giữa quân đội các nước ở Thái Bình Dương. Vì vậy, Mỹ cần phải tăng ủng hộ cho khả năng phòng vệ của Đài Loan. Về việc này, phát ngôn viên POA, thượng tá Đàm Khắc Phi tiếp tục bác bỏ mọi trách nhiệm của Trung Quốc và đổ lỗi cho Mỹ cùng Đài Loan gây ra căng thẳng. Ông Đàm tuyên bố, số máy bay đến Đài Loan dĩ nhiên cao hơn con số mà đảng Dân Chủ tiến bộ đưa ra. Cũng theo ông Đàm, trong năm nay, BOA đã thường xuyên điều động máy bay ném bom, trinh sát và tiêm kích tuần hành xung quanh Đài Loan. Ngoài ra, còn tiến hành tập trận chung giữa nhiều quân chủng, giả định tình huống tấn công chiếm đảo nhằm răng đe Đài Bắc và Washington. Chuyên gia không quân Fu Guanghao ở Trung Quốc cho rằng, lực lượng phòng vệ Đài Loan thường xuyên bỏ lọt máy bay từ bên kia eo biển là do kỹ thuật kém. Có khả năng radar của Đài Loan không nhận dạng chính xác máy bay Trung Quốc. Nếu hai chiến đấu cơ bay gần nhau, họ có lẽ tính là một. Ông Fu nói, chuyên gia Trung Quốc đánh giá, máy bay Đài Loan không dám bay quá sát lực lượng POA để thống kê rõ ràng. Mặt khác, POA cũng có thể sử dụng công nghệ gây nhiễu điện tử, khiến phía Đài Loan mất dấu mục tiêu. Ông phu cho rằng lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan sẽ đối mặt bài toán khó nếu xung đột bùng nổ. Hải quân POA gần đây tổ chức tập trận trên Biển Đông có sự tham gia của tàu tấn công đổ bộ đầu tiên thuộc lớp Thai 075. POA thông báo con tàu đã có khả năng phục vụ trên thực tế, chuyên chở hiệu quả trực thăng, xuồng đổ bộ và xe thiết giáp. Chuyên gia nói với Thời báo Hoàn Cầu vào hôm thứ Năm, tàu Hải Nam Thai 075 đạt tới khả năng chiến đấu rất nhanh chóng và sẽ tạo tiền đề tốt để sản xuất thêm các chiến hạm tiếp theo thuộc lớp này tàu Hải Nam hạ thủy vào cuối tháng 9 năm 2021 và đưa vào biên chế vào cuối tháng 4 năm nay. Tàu thứ hai Thai 075 cũng đã hạ thủy vào tháng 4 2020 và dự kiến sớm đưa vào biên chế cho Hải quân POA. Đây là những tàu tấn công đổ bộ đầu tiên của POA, cho thấy sự phát triển của ngành đóng tàu Trung Quốc dược những căng thẳng cao trào về vấn đề độc lập của Đài Loan và tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Trang tin The Rai hôm 30 tháng 12 đưa tin, Nhật Bản đang xem xét trang bị tên lửa có tầm bắn trên 1.000 km cho hạm đội tàu ngầm trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc và Triều Tiên. Cụ thể, vũ khí mới dự kiến chuyển giao cho lực lượng phòng vệ trên biển CMSDF và đưa vào sử dụng từ sau năm 2025. Tên lửa hành trình tầm xa sẽ cung cấp lực lượng khả năng tấn công tàu chiến trên mặt nước và các mục tiêu trên bộ của đối phương. Theo tờ Yomisuri Shimbun dẫn lời quan chức Nhật Bản giấu tên, tên lửa hành trình mới có thể phát triển dựa trên nền tảng của tên lửa diệt hạm cận âm Thai-12, đang được trang bị cho lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Ngoài ra, giới chức còn xem xét phương án phóng tên lửa qua ống ngư lôi hoặc trang bị bị phóng thẳng đứng VLS. Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản hiện không có hệ thống VLS nào trên tàu ngầm. Báo Nhật cũng nhấn mạnh, tên lửa này có thể công kích các mục tiêu mặt đất, cụ thể là các căn cứ tên lửa đối phương nhằm mục đích tự vệ. Theo The Doraï, Tokyo sẽ phát triển tên lửa hành trình tầm xa đa nhiệm nhằm giúp Nhật Bản đối phó với hàm đội tàu chiến ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc. Điều này cũng giúp Tokyo tăng năng lực vô hiệu hóa các căn cứ tên lửa đạn đạo của Trung Quốc và Triều Tiên nếu xung đột nổ ra. Tuần qua, nội các Nhật Bản đã thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục 5,4 ngàn tỷ yên, tương đương với 47,2 tỷ đô la. Theo Bloomberg, động thái này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và đáp trả trước các mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc. Trong cuộc điện đàm hôm 30 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo người đồng cấp Nga Vladimir Putin chiến tranh hạt nhân không thể bùng nổ và phương Tây sẽ đáp trả dứt khoát nếu Nga tấn công Ukraine. Điều rất quan trọng là Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh nhiều lần trong cuộc đối thoại rằng các bên không thể giành chiến thắng bằng chiến tranh hạt nhân. Phía Mỹ khẳng định điều này vì hiểu rằng Mỹ và Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Hãng tin TASS trích lời ông Yuri Usako, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng yêu cầu Nga xuống thang quân sự với Ukraine và cảnh báo áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt mới nếu Moscow đồng thủ với nước láng giềng. Về phía Moscow, Điện Kremlin cho biết Nga hài lòng với kết quả cuộc điện đàm. Hai nhà lãnh đạo cũng thừa nhận sẽ có những lĩnh vực hai bên có thể đạt được những tiến bộ ý nghĩa, trong khi một số khác lại không. Hai nhà lãnh đạo đã thực hiện cuộc điện đàm lúc rạng sáng ngày 31 tháng 12 theo giờ Việt Nam và kéo dài khoảng 50 phút. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với tờ The Hill, mục đích chính của cuộc điện đàm là để báo hiệu cho lập trường cứng rắn trong những cuộc đàm phán sắp tới tại Geneva, Thụy Sĩ quan chức cấp cao hai nước sẽ bắt đầu đối thoại an ninh tại Thụy Sĩ vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Cũng trong ngày, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga điện đàm đối thoại, không quân Mỹ đã điều máy bay do thám bay qua miền đông Ukraine. Cụ thể, CNN trích dẫn nguồn tin cho biết, máy bay đã thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo về tình hình quân sự trên mặt đất. Đây là nhiệm vụ thứ hai trong tuần này. Gần đây, có nhiều báo cáo cho rằng Nga đã điều động hàng chục ngàn binh sĩ dọc biên giới phía Bắc, Đông, Nam của Ukraine. Ước tính số binh lính dao động trong khoảng 60.000 đến 90.000 lính, có khi lên đến 175.000 quân, tùy theo nguồn tin báo cáo. Động thái này khiến Kiev và phương Tây lo sợ Moscow đang lên kế hoạch tấn công. Tuy nhiên, Nga phủ nhận cáo buộc trên, đồng thời khẳng định có quyền điều động binh lính đến bất cứ nơi nào trên lãnh thổ để thực hiện nhiệm vụ phòng thủy chính quyền tổng thống Vladimir Putin còn gửi danh sách yêu cầu đến Mỹ và NATO, trong đó đòi liên minh quân sự không kết nạp Ukraine và ngừng tăng cường hiện diện quân sự về phía đông của khối. Nguyên nhân do Nga cảm thấy bị đe dọa an ninh trước mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa Ukraine và đồng minh phương Tây. Thành phố 13 triệu dân Tây An, một trung tâm công nghệ và công nghiệp của Trung Quốc vào hôm thứ Năm báo cáo hơn 100 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm cộng đồng lên mức cao nhất trong tất cả thành phố Trung Quốc năm nay. Từ khi ổ dịch bùng phát vào ngày 9 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12, liên tục xuất hiện ca nhiễm mới, hiện ở mức 1.100 trường hợp. Mặc dù con số này không đáng kể so với nhiều thành phố khác trên thế giới, chính quyền Tây An đã mạnh tay hạn chế di chuyển ra vào thành phố từ ngày 23 tháng 12, do chính quyền Trung ương Bắc Kinh yêu cầu mọi ổ dịch phải được dập tắt nhanh chóng. Giang Fenghu, một quan chức thành phố, nói trong cuộc họp báo vào thứ Tư rằng Tây An đã đi tới giai đoạn chiến đấu sinh tử chống lại virus. Samsung Electronics và Micron Technology, hai nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới, đã cảnh báo việc phong tỏa ở Tây An có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các nhà máy địa phương. Tây An cũng là một trung tâm du lịch lớn, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng đội quân đất nung có niên đại hơn 2.000 năm. Hầu hết người dân Tây An bị cấm rời khỏi khu nhà, trừ khi ra ngoài xét nghiệm tầm soát hoặc có vấn đề quan trọng được giới chức cho phép. Cảnh sát Tây An triển khai lực lượng đến từng khu dân cư để tuần tra đa số người dân không thể ra ngoài mua sắm, vì vậy phụ thuộc vào nguồn cung thực phẩm của giới chức hàng ngày. Một quan chức chính quyền Tây An vào thứ Tư cho biết, lên phong tỏa cũng gây thiếu hụt nhân công cho các nhà máy sản xuất, từ đó kéo theo vấn đề nguồn cung cấp nhu yếu phẩm trở nên thiếu hụt hơn. Nhà chức trách khẳng định đang nỗ lực giải quyết vấn đề này. Nam Phi đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm do tin rằng đã qua đỉnh dịch do biến chủng Omicron gây ra. Theo chính phủ thông báo ngày 30 tháng 12, quyết định này đưa ra dựa trên theo dõi diễn biến dịch bệnh, tỷ lệ tiêm chủng và khả năng ứng phó của hệ thống y tế. Hiện Nam Phi đang ở mức thấp nhất trong hệ thống 5 mức cảnh báo về Covid-19, một thông báo của chính phủ ngày 30 tháng 12 cho biết. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy chúng ta đã đi qua đỉnh dịch thứ tư ở cấp toàn quốc. Bộ Y tế Nam Phi cho biết số ca nhiễm từ ngày 19 đến 25 tháng 12 đã giảm gần 30% so với tuần lễ trước đó, đã ghi nhận gần 127.800 ca mắc Covid-19. Nam Phi có gần 3,5 triệu ca nhiễm và 91.000 người tử vong, là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh tại lục địa đen. Do gió lớn, cháy rừng đang ngày càng lan rộng ở bang Colorado, Mỹ. Hiện có hàng trăm ngôi nhà bị tàn phá, hàng chục người bị thương và hàng vạn người phải di tản khỏi hai thị trấn gần thành phố Denver, theo giới chức cho biết ngày 30 tháng 12. Hình ảnh này do nhân chứng ghi lại cho thấy các ngôi nhà ở Powder bị nhấn chìm trong biển lửa. Khói cháy rừng có thể nhìn thấy từ Denver, cách hiện trường khoảng 32 km về hướng nam. Đám cháy lan cực nhanh, có thể bắt nguồn từ sự cố trên đường dây tải điện. Sau đó, gió lớn làm bùng thổi ngọn lửa. Cảnh sát hạt Powder cho biết thông tin trên, nói thêm rằng hàng vạn người đã được yêu cầu di tản khẩn cấp. Cơ quan khí tượng dự báo sức gió sẽ giảm xuống vào cuối ngày 30 hay sáng ngày 31 tháng 12 theo giờ địa phương, cho phép lính cứu hỏa kiểm soát ngọn lửa trên mặt đất, trong khi máy bay và trực thăng sẽ hỗ trợ phun nước từ trên cao. Trong khi đó, lính cứu hỏa ở miền nam Argentina cũng chiến đấu với ngọn lửa hung hãn bao trùm nhiều nơi thuộc vùng Patagonia vào ngày 29 tháng 12. Đám cháy bùng phát từ ngày 7 tháng 12 đã nút dẫn diện tích hơn 3.000 hecta ở công viên quốc gia, nơi đây vốn có nhiều khu vực dãy núi và hồ nước. Khoảng 200 lính cứu hỏa và hàng chục máy bay đã giúp chữa cháy bộ môi trường đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực thông báo của bộ có đoạn viết chúng ta đang đối mặt với thảm kịch chế rừng có thể tải diễn suốt nhiều năm nó đi kèm với mùa khô và hạn hán diễn ra dài hơn trong năm do hậu quả của biến đổi khí hậu Các nhân viên ở công viên Bò Sát Úc đang thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm là thu thập trứng cá sấu trong lãnh địa đầm lầy của chúng vào mùa sinh sản. Nhiệm vụ bao gồm tiếp cận những con cá sấu cái vừa ấp trứng, xoa dịu và kiềm chế nó và lấy trứng ra khỏi ổ. Ellie, một con cá sấu cái vừa đẻ được 18 quả trứng vào ngày 27 tháng 12. Một nhân viên người Úc cho biết, những con cá sấu mẹ cực kỳ dữ dội để bảo vệ trứng, vì vậy chúng tôi phải vô cùng cẩn thận. Như chúng ta có thể thấy, hai nam nhân viên đã phải nhảy đè lên con cá sấu để giữ chặt nó rồi mới lấy trứng. Anh Daniel Rumsey cho biết, chúng tôi làm việc này mỗi năm và mọi người đều yêu thích lặn lội dưới sinh lầy để giúp cứu lấy cá sấu nhí khỏi các mối nguy hiểm như là nhiệt độ nóng ở Úc và nguy cơ bị đánh chén bởi những con cá sấu lớn hơn. Vào cuối năm 2021, công viên có 55 con cá sấu được trưởng thành. Hồi tháng 3, công viên đã đón thêm 20 con đực mới, khiến mùa sinh sản năm nay nhộn nhịp và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Thành phố Sealy, bang Washington tiếp tục bị bao phủ trắng xóa vào ngày 30 tháng 12 sau khi một cơn bão khiến tuyết rơi dài gần 8 cm vào đêm thứ tư, sáng thứ năm. Giới chức cảnh báo người dân về đường xá trơn trượt và nhiệt độ đóng băng. Nhiều chuyến bay đã bị hủy, một vài tuyến đường và trung tâm xét nghiệm COVID-19 đã đóng cửa. Dọc theo đại lộ Mercer, vào đầu tuần, nhiều tài xế bị mắc kẹt trong ô tô của họ nhiều giờ liền. Triều Tiên đã khử khuẩn một siêu thị ở Bình Nhưỡng như một biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 vào ngày 30 tháng 12. Theo hãng tin nhà nước KCNA, các nhân viên trong bộ đồ bảo hộ đã phun khử khuẩn, yêu cầu mọi người rửa tay và kiểm tra thân nhiệt mọi khách hàng đến khu vực thực phẩm Bulgulguri. Đầu tháng này, KCNA cho biết giới chức tăng cường chống dịch bắt buộc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt, trong khi biến chủng virus mới lây lan ở nhiều nước. Triều Tiên đến giờ chưa công bố bất kỳ ca nhiễm Covid-19 nào, nhưng vẫn áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt và nhiều biện pháp chống dịch khác. Giao thừa năm 2022 có lẽ sẽ im ắng không khác gì năm trước, do Covid-19 vẫn khiến toàn thế giới thận trọng trong thời khắc chuyển giao. Số ca nhiễm toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục trong vòng 7 ngày gần đây, theo số liệu của Reuters. Với gần 1 triệu ca nhiễm được ghi nhận trung bình mỗi ngày, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 12. Trong nỗ lực để kiềm hãm tốc độ lây lan của Omicron, nhiều nhạc hội và sự kiện pháo hoa thường niên đã bị hủy bỏ ở nhiều thành phố, bao gồm London, Paris và Rome và đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp mang ăn mừng năm mới ở quảng trường thời đại sẽ giảm quy mô xuống còn 15.000 người so với khoảng 60.000 người chen trúc vào thời trước Covid-19. Mặc dù nhiều nghiên cứu cho rằng Omicron X có nguy cơ gây tử vong như các biến chủng khác, nhiều quan chức y tế vẫn kêu gọi hãy cảnh giác, đặc biệt ở những người chưa tiêm phòng. Tại Paris, giới chức địa phương yêu cầu đeo khẩu trang từ ngày 30 tháng 12. Tại Mỹ, cơ quan y tế cảnh báo về làn sóng bùng phát dịch mới có thể làm gián đoạn học tập, mua sắm và khuyến cáo mọi người về những tháng đầy thử thách sắp tới. Dòng người xét nghiệm cũng bao phủ nhiều tuyến đường ở Mỹ, bao gồm đường cao tốc Indianapolis trong tuần này. Khoảng 820.000 người thiệt mạng ở Mỹ do COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát vào đầu năm 2020.